Hiền Thục xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đang quay trở lại trên kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát trên website alobacsi.com, fanpage Alo Bác sĩ Hỏi Bác sĩ Trả Lời và trên nền tảng YouTube video Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người đặt ra một câu hỏi bởi vì họ hay nghe đến một cụm từ đó là cơn bão cytokine. Vậy thực hư là cơn bão này như thế nào? Nó có lợi hay là có hại như thế nào đối với cơ thể của chúng ta? Thì ngày hôm nay, Alo Bác sĩ chúng tôi đã kết nối trực tiếp được với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hèn dị ứng miễn dịch lâm sàng Thành phố Hồ Chí Minh. Và Hiền Thục kính chào Phó Giáo sư ạ. Xin chào MC Hiền Thục, xin chào quý vị khán giả và xin chào chương trình Alo Bác sĩ. Dạ, thưa Phó Giáo sư, khi mà làn sóng dịch COVID-19 bước vào cái giai đoạn căng thẳng, thì cộng đồng nghe nhiều đến là bão cytokine, một cái tình trạng mà khiến cho người bệnh rơi vào nguy kịch cũng như là tử vong mà thưa Phó Giáo sư. Vì vậy thì một số người nghĩ rằng là cytokine nó là một cái thành phần có hại cho cơ thể chúng ta. Vậy thì xin Phó Giáo sư có thể giải thích là cytokine là gì, cũng như nó là bạn tốt hay nó là kẻ thù đối với cơ thể của chúng ta? Trước mắt thì xin nói trước với cái định nghĩa của bão cytokine. Yeah. Bão cytokine là hiện diện khi mà cái nồng độ của cytokine trong cơ thể mình lên quá cao. Và như vậy là nó sẽ có một cái tình trạng viêm quá mức ở trong cơ thể, dẫn đến cái sự tổn hại ngoài cái phổi là cơ quan chính, còn tổn hại thêm các cơ quan khác, mà thường là thận, là gan, là não. Thế thì bây giờ cytokine là gì? Cytokine là một cái chất hóa học được các cái tế bào ở trong cơ thể tiết ra. Nhiệm vụ của nó là giống như là một sứ giả truyền thông vậy. Khi mà cơ thể bị vi trùng hoặc là siêu vi như coronavirus tấn công, thì các cái tế bào bị nhiễm sẽ tiết ra cytokine. Để làm gì? Rất là quan trọng. Bởi vì cytokine lúc đó là nó sẽ, thứ nhất là nó báo động với các cái tế bào còn lại để mà chuẩn bị một cái tình trạng là có vi trùng, vi khuẩn xâm nhập. Một cái nhiệm vụ thứ hai của cytokine là nó kêu gọi tất cả các tế bào của cái hệ miễn dịch để mà chống trả lại cái việc xâm nhập của vi trùng hoặc là vi khuẩn này. Và cái việc thứ ba là cũng chính cytokine sẽ kích thích cái việc tiêu hủy những cái tế bào bị nhiễm vi trùng hoặc là virus. Cho nên thật sự ra là cytokine là rất là quan trọng. Không có cytokine là mình chết liền. Chết liền bởi vì lúc nào mình cũng bị các loại tế bào xâm nhập thường trực. Nhưng mà nó phải vừa đủ thôi. Nếu mà nó ít quá thì là mình sẽ bị chết do nhiễm trùng. Mà nó nhiều quá thì mình sẽ bị bão cytokine với tất cả những cái tàn phá khốc hại của nó. Cho nên tốt nhất là vừa đủ. Cái luật vừa đủ là bao giờ cũng quan trọng trong tất cả mọi phương diện. Dạ, thưa Phó Giáo sư, vậy thì liệu rằng là chúng ta có một cái cách nào đó để cytokine của mình nó hoạt động vừa phải thôi ạ, và nó không tạo thành một cái cơn bão gây nguy hại đến chúng ta? Cái đó là cực kỳ khó. Dạ. Bây giờ điều tốt nhất á, là trong cái mùa COVID này á, là đừng để nhiễm COVID. Vâng, đừng để nhiễm COVID thì là cytokine nó không cần phải xuất hiện. Nhưng mà thật sự ra đó thì theo Tổ chức Y tế Thế giới, họ phân ra các cái giai đoạn của cái nhiễm COVID là tới 10 giai đoạn. Giai đoạn zero là giai đoạn mình bình thường, như là mình, như chúng mình đang ở đây chưa có bệnh hoạn gì hết. Giai đoạn 1 là mình đã bắt đầu bị rồi và mình ủ bệnh, tức là mình có vi trùng vô trong người mình rồi mà mình chưa biết gì hết. Đó là giai đoạn 2 đó, là lúc đó mình mới bắt đầu phát bệnh ra. Thì lúc mà phát bệnh ra đó là vi trùng nó đã lên tới đỉnh điểm rồi, siêu vi nó đã lên tới đỉnh điểm rồi. Và như vậy đó thì các bác sĩ họ phải có nhiệm vụ khi mà họ chăm sóc bệnh nhân F0 hoặc là ở ngoài địa phương hoặc là ở trong bệnh viện, thì họ phải theo dõi bệnh nhân theo từng giai đoạn. Giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4, mãi tới giai đoạn cuối cùng là giai đoạn 9 đó. 9 là tử vong rồi đó. Thì trong từng giai đoạn như vậy, các bác sĩ phải theo dõi sát bệnh nhân về mặt lâm sàng, coi bệnh nhân có thuộc cái dạng cơ địa nguy hiểm hay không. Những bệnh nhân lớn tuổi, nam giới, béo phì, có bệnh lý nền, đó là những người mà sẽ có nguy cơ bị những cái kết cục nặng, bão cytokine rồi tử vong.
Và một cái biện pháp nữa là vô cùng quan trọng đối với các bác sĩ là họ sẽ theo dõi nồng độ của các cái chất ở trong cơ thể, trong đó là theo dõi chặt chẽ cái nồng độ của các cytokine. Để mà khi mà họ có cái dấu hiệu là bắt đầu rối loạn miễn dịch, tức là lẽ ra đó là cái hệ miễn dịch của mình phải làm việc rất là đúng đắn, rất là vừa phải, rất là chừng mực để mà diệt vi trùng, thì nó có rất là nhiều cơ chế rất là phức tạp, nó lại làm cho cái cơ thể của mình tiết ra quá nhiều cytokine. Thì lúc đó là các bác sĩ phải biết trước, trước mắt là nhận biết ai là người có nguy cơ, và thứ hai là theo dõi thật là chặt tất cả các bệnh nhân. Người nào mà có những cái dấu hiệu mà sẽ tăng cytokine, có rất là nhiều dấu hiệu, và ví dụ như cụ thể nhất là cái cytokine, cái loại interleukin 6, thì là sẽ có thuốc, sẽ có thuốc để mà ức chế cái interleukin 6 đó, để đừng có dẫn đến cái tình trạng bão cytokine. Nhưng mà rất là phức tạp, là tại vì khi mà mình cho những cái thuốc mà ức chế cytokine như vậy á, là mình ức chế cái quân đội của cơ thể của mình, cho nên lúc nào nó cũng giống như con dao hai lưỡi vậy đó, anh trấn ép hoặc là anh kích thích, cái nào nó cũng rất là nguy hiểm. Cho nên là bác sĩ có rất là nhiều phương cách để mà theo dõi chặt chẽ cái tình trạng miễn dịch của từng bệnh nhân, và khi nào mà họ thấy bắt đầu có cái hiện tượng rối loạn, cái hiện tượng này xảy ra rất là sớm, xảy ra ở giai đoạn 4, tức là giai đoạn bệnh nhân vừa nhập viện chưa thở oxy, là nó đã có thể khả năng xảy ra rồi. Cho nên đây là một cái chuyện rất là phức tạp. Các bác sĩ sử dụng mọi thứ để mà điều chỉnh miễn dịch thì cứ giống như con dao hai lưỡi rồi đó, anh dùng như thế nào, mạnh quá cũng không được mà ít quá thì không hiệu quả, rất nguy hiểm và rất khó khăn. Dạ, xin được cảm ơn Phó Giáo sư rất là nhiều. Ở hai câu hỏi đầu tiên chúng ta đã có rất là nhiều những cái thông tin hữu ích mà chắc có lẽ là quý vị khán giả nghe thì cũng đã cảm thấy rằng là thực sự nó nguy hiểm. Thưa Phó Giáo sư, để đối phó với các bệnh thường gặp do virus gây ra như là cúm hay là thủy đậu và gần đây nhất là COVID-19 thì chúng ta có thuốc kháng virus. Và nhiều người đặt ra một câu hỏi rằng là không biết rằng là thưa Phó Giáo sư ơi, thuốc kháng virus thuốc khác với thuốc kháng sinh như thế nào và thuốc kháng virus thì hoạt động ra sao? Nhờ Phó Giáo sư có thể giải đáp giúp ạ. Kháng sinh là mình dùng cho các loại vi trùng. Dạ. Tức là những con vi trùng nó rất là lớn, nó rất là lớn. Còn kháng virus là mình dùng để chống những con virus, mình gọi là siêu vi, là tại vì nó rất là nhỏ, đường kính của nó là cực kỳ nhỏ. Và mình có nhiều cái cơ chế và nhiều cái loại thuốc để mà chống lại virus. Nhưng mà đặc biệt là đối với cái con SARS-CoV-2, tức là cái con virus mà gây ra COVID-19 này, thì các bạn thấy là tới thời điểm này, FDA, cơ quan quản lý dược của Hoa Kỳ, chỉ mới công nhận có một loại thuốc thôi, đó là Remdesivir. Và Monopiravir cũng là một loại thuốc tốt, nhưng mà cũng chỉ mới được chính phủ Anh công nhận thôi, FDA Hoa Kỳ chưa công nhận, hội thuốc quản lý thuốc của châu Âu cũng chưa công nhận. Mình còn có Favipiravir, rồi sắp sửa ở đây là Paxlovid của Pfizer cũng chưa được công nhận. Cho nên các bạn thấy rằng là cái việc mà phát triển một cái loại thuốc mà chống virus là cực kỳ khó khăn, tại vì mình không biết nó là ai đó. Khi mà nó xuất hiện rồi á, thì lúc đó mình mới bắt nó ra, rồi mình mới khảo sát nó, rồi mình mới sinh ra cái loại thuốc để mà chống nó. Cho nên các bạn thấy là tới thời điểm này rất rất ít thuốc hiệu quả 100% cho COVID-19. Thì người ta cái cơ chế để mà kháng cái con virus thì như cách nào, thì là mình phải khảo sát cái sự sinh sản của nó. Nó sẽ nhân cái RNA, thì mình sẽ có những cái thuốc là những cái men chống lại cái sự nhân đôi RNA để cho nó đừng có nhân bản ở trong cái thân thể của mình. Cái con SARS-CoV-2 nó có 19 cái gai để mà nó gắn lên cái tế bào của mình, thì mình sẽ có những cái thuốc mà cạnh tranh với nó nơi cái chỗ mà nó gắn lên trên tế bào. Và mình còn nhiều loại thuốc khác, nói chung là những cái loại men polymerase để mà ức chế các cái tiến triển của cái việc xâm nhập và nhân bản của con virus. Nhưng mà quý vị thấy đó, tức là không có cái thuốc nào gọi là hiệu quả 100%. Remdesivir thì nó cũng tốt, nhưng mà nó rất là dành cho bệnh nhân nặng, phải truyền dịch, phải nằm trong bệnh viện.
Monopiravir thì 50%, Paxlovid mới đây thì nó nói là 89%, mà hiện giờ cũng chưa có. Cho nên cái thuốc kháng sinh và kháng virus là rất là khác nhau. Cho nên trong cái thời buổi này mà các bệnh nhân nghe bị COVID-19 mà đi mua kháng sinh mà uống thì rất là trật, rất là trật. Tại vì mình không có nhiễm trùng mà mình nhiễm cái con SARS-CoV-2 này. Và cái thuốc của nó là như thế đó, hiếm có và không phải bảo vệ 100% đâu. Dạ. Thưa Phó Giáo sư, vậy thì bạn đọc cũng đặt ra một câu hỏi, đó là liệu rằng là chúng ta có cái thuốc nào mà vừa kháng virus vừa kháng vi khuẩn không? Và nếu như có thì nhờ Phó Giáo sư có thể chia sẻ được không ạ? Bây giờ đó, nếu mà đối với cái con SARS-CoV-2 này thì mình vẫn có cái 5K của Bộ Y tế là vẫn là cái hàng đầu. Mình vẫn phải biết rằng là hiện bây giờ là chưa có một cái biện pháp nào mà giết được cái con này 100%. Cho nên tất cả các biện pháp mình đều cần phải thực hiện hết. Đeo khẩu trang là cực kỳ quan trọng. Ít nhất là bảo vệ mình cũng được 50% rồi. Rửa tay, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ họp. Mấy cái chuyện đó là vô cùng quan trọng. Rồi bây giờ cái thuốc nào? Thuốc nào để mà có thể giết chung được hết cả vi trùng lẫn virus? Thì như thế là rõ ràng là nó phải là một cái dạng gì đó mà không có đặc hiệu gì hết. Tại con vi trùng thì là phải có cái thuốc của cho vi trùng. Con virus thì phải có thuốc cho virus. Thì bây giờ có cái thứ gì để mà giữ được, bảo vệ được cơ thể khỏi vi trùng và virus hay không? Thì như ở trong SARS-CoV-2 thì mình phát sinh ra được cái vaccine. Thì cái vaccine đó là cũng chỉ riêng cho SARS-CoV-2 thôi. Cũng giống như là vaccine cho các loại nhiễm trùng khác, dịch tả thương hàn gì đó thì nó cũng đều chuyên biệt hết. Thì bây giờ mình chỉ có một cách thôi, là mình sẽ kích thích cái hệ miễn dịch của mình. Cái hệ miễn dịch của mình là nó xử hết tất cả các cái loại vi trùng, vi khuẩn xâm nhập. Thì trong cái hệ miễn dịch của mình á, nó có hai hệ thống. Một là cái hệ thống miễn dịch bẩm sinh, tức là sinh ra là có rồi, mọi người ai cũng có cái hệ miễn dịch đó. Nó là một cái hàng rào bảo vệ cơ thể. Và cái mà mình có thể dễ nhìn nhận nhất là quý vị thấy như cái da của mình cũng thuộc cái thành phần miễn dịch bẩm sinh đó, đúng không? Cái da của mình lành lặn thì nó không có vi trùng xâm nhập, không có mọc mủ, không có sưng đỏ gì hết. Thì đó là một hàng rào. Các cái niêm mạc đường hô hấp của mình cũng là một hàng rào. Và trên các cái hàng rào đó nó còn tiết ra những cái chất immunoglobulin để mà giết vi trùng hay vi khuẩn lọt vào. Một cái điều quan trọng, rất rất là quan trọng đó là cái con SARS-CoV-2 này nè, nó ức chế cái hệ miễn dịch bẩm sinh của mình. Cho nên mình sẽ sử dụng nói chung không riêng SARS-CoV-2 này, nhưng mà đặc biệt đối với SARS-CoV-2 này, những cái cách nào để mà kích thích cái hệ miễn dịch bẩm sinh của mình. Cái hệ miễn dịch bẩm sinh của mình thì ngoài cái hàng rào là da, hàng rào niêm mạc, hàng rào immunoglobulin, những cái hóa chất ở trên các cái màng đó, thì mình sẽ có những cái loại tế bào hết sức là quan trọng, bạch cầu đa nhân trung tính, đại thực bào, monocyte và kể cả các cái chất cytokine, mà đặc biệt quan trọng là interferon. Interferon là một loại cytokine. Interferon nó có cái tên đó là tại vì nó lấy từ cái gốc của động từ của tiếng Anh là interfere. Interfere tức là can thiệp. Interferon là khi mà một tế bào bị nhiễm thì nó sẽ được tiết ra interferon và nó đến các cái tế bào khác, nó báo cho tế bào khác biết rằng là tôi bị nhiễm, quý vị chuẩn bị để mà chống lại cái con virus hay vi trùng gì này sắp sửa tới rồi. Việc thứ hai, nó kêu gọi tất cả các tế bào của hệ miễn dịch, như tôi nói quan trọng nhất là đại thực bào và bạch cầu đa nhân trung tính và các con tế bào lympho đến để mà cùng tiêu diệt cái con virus hoặc là vi trùng này nào. Và cái điều thứ ba là nó sẽ giết đi các cái tế bào nào đã bị nhiễm. Đó, thế thì ba việc đó. Tức là như thế là bây giờ mình rất là cần cái con interferon, cái chất interferon này. Interferon này nó còn quan trọng một điều nữa đó là nó kích thích các cái tế bào đuôi gai và các cái tế bào bị nhiễm trùng
để mà gặp cái tế bào lymphocyte CD4. Thì cái lymphocyte CD4 này nó kêu gọi thêm cái hệ miễn dịch thụ đắc. Hệ miễn dịch thụ đắc là cái hệ miễn dịch thứ hai, rất là đặc hiệu. Ví dụ như bây giờ mình bị SARS-CoV-2 thì mình sẽ kích thích cái hệ miễn dịch thụ đắc cho cái con SARS-CoV-2 này. Thì cái con này nó sẽ sinh ra cái có lẽ là mọi người đều quen biết cái đó, kêu là kháng thể. Kháng thể. Đó, thì như vậy là mình sẽ có kháng thể để mà chống lại cái con SARS-CoV-2 này. Nhưng mà cái kháng thể mà do cái hệ miễn dịch thụ đắc này á, thì các bạn thấy là đương nhiên nó là chậm rồi, đúng không? Nó là chậm. Nó phải đợi con virus vô, rồi nó phải đợi interferon kích thích, rồi kêu nó, rồi kêu tế bào CD4, rồi mới kêu nó, rồi lúc đó nó mới sản xuất ra cái kháng thể. Cho nên nó chậm. Nó mất vài tuần, thậm chí là nó mất vài tháng. Nhưng mà nó được một cái là nó có trí nhớ. Nó có trí nhớ. Cho nên cái vaccine của mình là cũng như vậy đó. Tức là nó sẽ kích thích cả cái hệ miễn dịch thụ đắc này luôn, đặng cho nó có trí nhớ. Cái trí nhớ đó để làm gì? Để kỳ sau này mà gặp lại con SARS-CoV-2 này á, là nó sẽ phản ứng liền, phản ứng rất nhanh, phản ứng rất mạnh. Đó, đó là cái lợi ích của cái hệ miễn dịch thụ đắc. Thì như vậy, nói tóm lại, mình cần interferon trong cái dịch COVID này. Rất là cần interferon. Thì interferon mình sẽ đưa vào để mà nó kích thích thêm cái hệ miễn dịch bẩm sinh và nó kêu gọi cái hệ miễn dịch thụ đắc cùng kết hợp với nó. Thì nếu mà mình như ở Trung Quốc, họ dùng interferon nhỏ mũi cho những nhân viên y tế tuyến đầu, thì những cái người đó không bị SARS-CoV-2 nữa. Thì cái điều đó là điều tôi cực kỳ mong muốn. Thì trước đây là Cuba cũng đã tặng cho quân đội của mình thuốc interferon, nhưng mà hiện bây giờ là mình không thấy có ở trên thị trường. Thì cũng may mắn đó là đã từ 18 năm nay mình có một cái loại thuốc, thì nó có cả người lớn lẫn trẻ con, nhưng mà mới đưa được vào cho trẻ con thôi. Đó là cái anaferon dành cho trẻ con. Thì cái này là một cái loại thuốc, bản chất của nó là kháng thể interferon gamma, và khi mà đưa vào cơ thể thì nó kích thích interferon. Mình có những loại interferon để chống vi khuẩn alpha, beta và gamma, thì cái anaferon này nó sẽ kích thích. Vì như vậy mình sẽ dùng để mà bảo vệ. Nhưng mà mình mới có thuốc của trẻ con thôi, thì cái thuốc này nó được dùng tại Nga là cho trẻ con từ 1 tháng cho tới 18 tuổi. Mình thì trẻ con theo nhà nước của mình thì chỉ tới 15 tuổi thôi. Nhưng mà dù gì đi nữa, đó là một cái loại thuốc mà kích thích hệ miễn dịch bẩm sinh. Và khi mà mình kích thích được cái hệ miễn dịch bẩm sinh để chống virus, thì nó sẽ kêu gọi cái hệ miễn dịch thụ đắc. Và như thế thì nó sẽ hỗ trợ cơ thể của mình chống cái con SARS-CoV-2 này. Nhưng mà phải nhớ là phải cho sớm. Phải cho sớm. Thế ví dụ như ở Trung Quốc là họ xài cho nhân viên y tế tuyến đầu, những cái người mà thường xuyên bị tiếp xúc với bệnh nhân. Thưa Phó Giáo sư, cô vừa nhắc đến anaferon. Vậy thì nhờ Phó Giáo sư có thể chia sẻ rằng là liệu rằng chúng ta có những cái loại thuốc mà cùng công dụng với anaferon nhiều hay không? Và nó có cái ưu điểm gì so với những thuốc cùng loại như vậy, thưa Phó Giáo sư? Thật sự ra thì trong ngành hô hấp thì chúng tôi vẫn luôn luôn cố gắng tăng cường cái hệ miễn dịch cho bệnh nhân của mình. Nhất là vào những cái đợt mà bão hoặc là lạnh hoặc là cuối năm thì chúng tôi sẽ kích thích cái hệ miễn dịch. Thì có nhiều cách và có nhiều thuốc để kích thích hệ miễn dịch. Ví dụ như trước đây tụi tôi có cái Broncovaxom, thì nó là những cái thành phần của 8 loại vi trùng. Thì như vậy là nó sẽ kích thích hệ miễn dịch thụ đắc để mà chống lại 8 loại cái loại vi trùng này. Và ví dụ như bây giờ mình cũng có Immunpron, nó cũng làm tăng lên cái sức đề kháng, nhưng mà nó cũng là những cái loại đông khô của những cái thành phần của các con vi trùng, hoặc là Chimodulin, mình có nhiều cái. Nhưng mà anaferon thì nó hay một cái á, là nó kích thích trực tiếp cái interferon. Cái interferon này là nó chống được cái con SARS-CoV-2 này rất là hay. Nhưng mà điều rất là kinh khủng là con SARS-CoV-2 này nó cũng có nhiều cách nó quay lại, nó chống interferon.
Cho nên cái interferon ở trong cái bệnh COVID-19 nó bị tác động rất là chậm, chậm hơn là mình chờ đợi, bởi vì nó bị con SARS-CoV ức chế. Cho nên mình phải hỗ trợ cơ thể của mình để mà tiết ra thêm cái interferon ngay từ sớm, để mà giết vi trùng ngay từ sớm. Đừng có để bệnh nhân phải nhập viện, đừng để thở oxy, đừng để thở máy, đừng để chạy ECMO. Những cái lúc đó là cytokine là tới nơi rồi, lúc đó là gần tới cytokine lắm rồi. Thưa phó giáo sư, vậy nếu như mà các bệnh nhi được bác sĩ chúng ta kê thuốc interferon như vậy thì mình có cần lưu ý gì trong quá trình sử dụng không ạ? Tụi tôi cũng sử dụng interferon đã từ lâu rồi cho các cháu bé. Thì đầu tiên hết đối với các cháu bé hô hấp, mà nhất là những đứa nhỏ bị hen suyễn đó, thì cái đường hô hấp của nó lúc nào cũng tăng chất nhầy, cho nên nó rất dễ quến vi trùng, quến bụi, cho nên là mình phải bảo vệ của nó rất là dữ. Mình có nhiều cách bảo vệ. Cái bảo vệ thứ nhất là cho kẽm. Kẽm là một cái chất bảo vệ cái niêm mạc đường thở rất là tốt. Thì trong cái phác đồ của Bộ Sở Y tế của mình là cũng có phát cho bệnh nhân COVID cái kẽm rất là tốt. Vitamin C, tôi cũng luôn luôn khuyên bệnh nhân uống sữa, tập thể dục, phơi nắng sáng, cam danh quýt bưởi. Để làm gì? Vừa có vitamin D, vừa có vitamin C, là những cái chất bảo vệ cho cơ thể. Điểm thứ ba nữa là mấy cháu phải chích cúm. Chích cúm thì đây là cúm mùa. Thì mình có hai dạng cúm mùa. Một dạng là Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Thì ở Việt Nam mình là cúm dạng Nam bán cầu, cho nên mình sẽ chích vào tháng 5 là tốt nhất. Nhưng mà nếu mà trễ dịch không có thể chích được thì mình sẽ chích vào tháng 10. Thì cứ một năm mình sẽ chích một mũi. Đó, thế thì thường thường là từng đấy biện pháp là được rồi. Nhà cửa phải giữ gìn sạch sẽ, phải thiệt là ấm. Thì thường như vậy là mấy em sẽ êm thôi. Nhưng mà đối với những đứa nhỏ có cơ địa nó yếu, hoặc là nó sống trong một cái môi trường không có lành mạnh lắm, thì lúc đó tụi tôi sẽ cho anaferon. Thì rất là đơn giản thôi. Em ngậm một viên, một ngày một viên, một tháng 30 ngày. Hoặc là nếu mà 30 ngày mà thấy ổn định rồi thì thôi, có thể kéo dài tới 3 tháng cũng được. Còn nếu mà nó không có biết ngậm thì mình sẽ hòa tan trong một cái muỗng cà phê rồi em đã uống. Thì rất là tốt. Tôi nghĩ rằng là tất cả những biện pháp của tụi tôi để bảo vệ cho các cháu bé, nhất là những cháu bé trên cái nền hen suyễn, thì được bảo vệ thì nó không có bị nhiễm trùng. Bởi vì nhiễm trùng nó sẽ lên cơn suyễn. Cho nên từ nào đến giờ là tụi tôi cũng đã lo bảo vệ rồi. Nhưng mà tại trong cái mùa COVID này thì lại nhìn thấy cái vai trò của interferon, cho nên lại đưa nó lên để cho mọi người quan tâm đến cái vai trò interferon. Tôi cũng báo cáo với Sở Y tế rất là mong là mình có interferon để sử dụng, đặc biệt cho những cái người mà ở tuyến đầu, những nhân viên đi phòng dịch, những bác sĩ, những y tế, kể cả những cái người từ thiện tiếp xúc với F0 quá nhiều, thì là mình cũng rất là nên cho họ cái đó. Xin được cảm ơn phó giáo sư. Thưa phó giáo sư, đã từng có việc rằng là mỗi khi mà một loại thuốc được truyền thông nhắc đến là mọi người có vẻ như là đổ xô đi mua, với một cái tâm lý đó là thuốc tốt thì mình mua, mình để sẵn, mình phòng, khi mà cái lúc cần, biết đâu được khan hiếm, rồi lúc mình cần mình mua mình không có, cho nên là họ mua rất là nhiều. Hơn nữa là cái hạn sử dụng của thuốc thì cũng dài nữa. Điều này đã từng xảy ra với Tamiflu hay là các thuốc dùng cho người bệnh COVID-19, đặc biệt là với làn sóng COVID-19 vừa rồi. Dạ thưa phó giáo sư ơi, suy nghĩ và hành động như vậy sẽ đem đến những cái hậu quả gì ạ? Thật sự ra đó, thuốc là thuốc chứ không phải là thức ăn, cho nên dù gì đi nữa đó là bệnh nhân cũng phải có toa của bác sĩ. Tại vì chúng tôi cũng phải cân nhắc là coi thử là ví dụ như cái thuốc đó dùng cho bệnh nhân này có phù hợp hay không, tại vì nó có thể là không phù hợp đối với cái nhóm bệnh nhân nào đó, các bạn thấy không? Cho nên thứ nhất là không được tự ý đi mua. Thứ hai nữa là đi mua trữ là càng dở nữa. Nhiều khi là thuốc không sử dụng không đúng cách. Ví dụ như là có những cái loại thuốc mà tất cả các thuốc là phải sử dụng đúng thời điểm nữa, không phải đúng người, đúng bệnh không, còn đúng thời điểm nào là mình dùng và thời điểm nào mình không dùng.
Cho nên mình mua, mình trữ, mình làm ào ào như vậy là càng rối loạn thị trường, là càng làm cho mọi người thêm bất an nữa. Cho nên bây giờ ví dụ mình muốn cái gì đó, mua cái gì đó thì mình nên gặp bác sĩ. Mình hỏi là bây giờ con tôi như vậy, người nhà tôi như vậy thì có nên xài cái này hay không, cái này hay là cái kia. Thì tất cả các thuốc mà các bác sĩ ghi xuống thì đều cân nhắc viết xuống là với tất cả cái trách nhiệm của mình, với cái sự cẩn trọng của mình. Không có thể nào mà để, cho nên cái việc mà bệnh nhân tự ý đi mua thì là tôi là rất là không đồng ý. Thưa Phó Giáo sư, Bắc thì vào đông, Nam chúng ta thì vào sắp vào mùa lạnh rồi. Phó Giáo sư có thể đưa ra những lời khuyến cáo, lời khuyên để giúp các bậc phụ huynh có thể bảo vệ được sức khỏe cho trẻ em vào mùa này thật là tốt ạ, thưa Phó Giáo sư. Đúng rồi, từ đây mà cho tới hết Tết á, là cái mùa xấu đi của tất cả các cái bệnh nhân hô hấp. Trời sẽ lạnh dần, trời sẽ lạnh dần. Ngay cả miền Nam cũng sẽ lạnh, sẽ có những cái lúc mà nó rớt xuống chỉ còn có 17 độ thôi là đối với dân miền Nam là chịu hết nổi rồi. Thế thì tôi nhắc lại những cái điều mà hồi nãy tôi cũng đã nói. Thứ nhất là giữ ấm là cực kỳ quan trọng. Cái đường hô hấp của mình rất là sợ lạnh, cho nên là phải giữ ấm. Bây giờ mình có thói quen đeo khẩu trang là rất là tốt rồi. Đeo khẩu trang là nó giảm bớt những cái việc mà nhiễm tất cả các loại virus và vi khuẩn. Mình rửa tay sạch sẽ, rửa tay trước khi ăn, rửa tay sau khi đi vệ sinh, vân vân. Đó là một. Cái điều thứ hai là bởi vì đường hô hấp rất là sợ lạnh, cho nên tôi thật sự là tôi rất là ghét cái máy lạnh, rất là ghét cái máy lạnh. Chỉ có khi nào mà quý vị không thể nào mở cửa được cách thông thoáng thì lúc đó hẳn xài tới. Kể cả cái việc mà mở cửa thông thoáng, nhất là hai cái cửa mà nó đối nhau là cực kỳ tốt cho cái việc phòng chống tất cả các loại nhiễm trùng, kể cả SARS-CoV-2. Nhà mình thông thoáng, mở cửa ra, mở cửa cái ra, mở cửa sổ ra, cho nắng vào, thì cái đó là biện pháp cực kỳ tốt. Nhưng nếu mà mình cần phải mở máy lạnh, thì ít nhất là cũng phải là 26 độ. Ấm thôi để mười mấy độ là đường hô hấp nào mà chịu nổi được. Và thứ hai nữa, có làm sạch cái máy lạnh đó hay không? Cái máy lạnh đó ít nhất là 3 tháng một lần là quý vị phải nhờ thợ tới rã máy ra, rửa sạch bằng nước để cho nó hết cái bụi bặm nấm mốc vi khuẩn nó tích tụ ở trong các cái màng của cái máy lạnh. Và mỗi một tháng thì nhà mình rửa cái màng lọc một lần. Thì cái điều đó là tôi nhắc nhở rất là nhiều. Và các cái thuốc mà mình cần sử dụng là kẽm. Vitamin C thì mình ăn cam chanh quýt bưởi. Vitamin D thì mình phơi nắng. Chích ngừa cúm, chích ngừa viêm phổi, uống sữa, tập thể dục, phơi nắng sáng, ăn cà chanh quýt bưởi. Dạ. Như vậy tôi nghĩ là bảo vệ được rồi đó. Dạ, uống sữa, rồi tập thể dục, phơi nắng sáng, ăn cam chanh quýt bưởi được Phó Giáo sư nhắc rất là nhiều. Hy vọng rằng là ngày hôm nay quý vị khán thính giả theo dõi chương trình thì chúng ta có thể lưu ý cũng như là ghi nhớ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cả những người xung quanh. Dạ thưa Phó Giáo sư, xin được nhờ Phó Giáo sư tư vấn thêm một câu hỏi cuối cùng. Khi mà chúng ta nhận thấy rằng là tỷ lệ tiêm vaccine ở thành phố Hồ Chí Minh rất là cao, nhiều người được chích 2 mũi cao nhất và nhiều người được chích 2 mũi, mọi người ý y rằng là tôi được chích rồi thì không có cần phải quá quan trọng cái việc là giãn cách hay gì cả, bây giờ mọi thứ cũng đã bình ổn lại rồi, nhưng mà tại sao mà số ca vẫn còn tăng, và đặc biệt là những ngày gần đây, thưa Phó Giáo sư, xin được nhờ Phó Giáo sư có thể gửi lời khuyên đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay trong cái việc chúng ta phải bảo vệ sức khỏe khi mà dịch COVID-19 vẫn còn khá là phức tạp. Đúng rồi. Thì thật sự ra thành phố mình cũng đã tiên liệu rồi, tức là khi mà mình mở cửa trở lại thì tất cả các hoạt động nó sẽ nhộn nhịp, sự tiếp xúc giữa người này với người kia là nó sẽ gia tăng lên. Và như vậy là cái con virus SARS-CoV-2 này nó rất thích đông người, rất thích đông người, chỗ nào mà đông người là nó sẽ hoành hành ngay chỗ đó. Và mình đừng có ý y là mình đã chích ngừa, bởi vì là chích ngừa họ nói rồi, họ chỉ bảo vệ được từ 60 cho tới 80% mà thôi. Và người ta cũng đã thấy là đối với thuốc chích ngừa của Pfizer là cái thuốc coi như là tốt nhất rồi đó, thì cái sức bảo vệ của nó giảm dần. Những cái tháng đầu tiên là nó 97%, sau 6 tháng là nó chỉ còn có 17% thôi. Cho nên là các bạn thấy là các nước giàu có là nó đã đi chích mũi thứ 3 rồi. Nên bây giờ mình cứ tính đi, mình chích cái mũi thứ 2 mà đã cách này 6 tháng là coi như là mình cũng gần hết cái việc bảo vệ của vaccine rồi.
Cho nên 5K và 5K, đeo khẩu trang, tránh tụ tập, khử khuẩn, và như thế giữ cái khoảng cách hai thước. Cái điều đó là không bao giờ mà sai được hết. Các bạn, nó có một cái hình rất là dễ thương, đó là cái hình mà giống như là cái miếng phô mai mà đục lỗ của nghệ sĩ đó, thì là nó không ý là không có một cái biện pháp nào hoàn hảo hết á, cái nào nó cũng có cái lỗ thủng hết á, cho nên mình phải áp dụng nhiều cái biện pháp chồng lên nhau, thì lúc đó là mình mới có thể bảo vệ được mình chống khỏi cái SARS-CoV-2. Rõ ràng là bây giờ tình hình nó đang phức tạp, bây giờ là thành phố của mình là còn hơn 1.000 ca mắc mỗi một ngày. Sắp tới lại là những ngày lạnh lẽo nữa, cho nên mọi người giảm bớt cái việc ra đường nếu mà không cần thiết, và giữ 5K. Nếu mà có cái cơ hội mà nhà nước mà cho được mình chích ngừa mũi 3 thì tôi nghĩ đó là cái việc rất là nên làm. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư rất là nhiều ngày hôm nay đã nhận lời kết nối giao lưu trực tuyến cùng với Alo Bác sĩ, để chắc có lẽ là thỏa mãn với nhu cầu của một số người khi liên tục gọi điện đến Alo Bác sĩ muốn được nhờ Phó Giáo sư Tuyết Lan tư vấn trực tiếp qua điện thoại. Một lần nữa Hiền Thục xin được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình và tất cả quý vị khán giả gửi lời cảm ơn đến Phó Giáo sư, và thương chúc cũng như là kính chúc cho Phó Giáo sư luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn luôn tươi trẻ như thế này, để có thể tiếp tục cùng với Alo Bác sĩ và cùng với tất cả quý vị khán giả và cùng với tất cả mọi người có thể đồng hành với các bệnh nhân để giúp đỡ cho mọi người ạ. Cảm ơn Phó Giáo sư rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chúc quý vị nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc, vững tâm đi qua đại dịch. Thân ái chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào số phát sóng tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.